Chào cô My. Xin chào mọi người. Sao nay cô My vui vậy? Dạ rất là vui vì được về quê, được về gia đình Sông Cầu. Gia đình Sông Cầu tổ chức sinh nhật cho, rồi tặng áo đẹp nữa. Rất là vui, rất là hạnh phúc. Rồi có chuyện gì vui nữa không? Và đặc biệt là có một món quà mà đặc sản của Sông Cầu. Tinh 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 tinh. Đây là quà sinh nhật đây. Anh hôm có nay, gì nói không? Hôm nay cô My có chuyến đi vào Việt Nam mà cũng ghé thăm anh em một nhóm ở Sông Cầu chúng tôi, không có gì cũng có mấy con tôm này đã tặng cô My. Có mấy con vậy thôi hả? Mong cô My vui vẻ và đón nhận. Cảm ơn nhiều lắm. Cho nên khách nào đến đây cũng được tặng phải không anh? Đúng rồi, nên là khách nào mà được mời đến Sông Cầu đều sẽ được ăn tôm hùm nha. Wow, quá ngon luôn, xin chào. Cảm ơn anh em. Sẽ lòng vui vẻ. Sẽ lòng vui vẻ đón tiếp quý khách.